Hello hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay thì mình tiếp tục lên video giới thiệu máy bên mình cho các bạn xem. Mọi người xem ưng con nào thì chủ động liên hệ bên mình qua Zalo 056688 thư quý 9 để đặt hàng nhé. Và khi các bạn nhắn tin Zalo mà không thấy bên mình trả lời thì rất mong các bạn thông cảm, các bạn có thể gọi điện trực tiếp luôn cho bên mình qua số hotline 056588 thư quý 9 hoặc là 0912555912 hoặc là 0962615618 các bạn nhé. Và bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc, mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái, ưng thì các bạn lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhé. Và các bạn mua hàng thì vui lòng cọc cho mình từ 100.000 cho đến 500.000 tùy từng giá trị sản phẩm. Tiền cọc mình sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua máy cho tất cả mọi người. Thế còn tiền phí ship hay còn gọi là phí vận chuyển ấy, thì bên mua sẽ phải thanh toán. Bên mua sẽ phải thanh toán các bạn nhé. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu cho mọi người. Sao cho này vắng kênh. Đầu tiên thì mình sẽ lên giới thiệu những cây máy mới về. Đây. Đầu tiên là một cây 14 Pro Max. Màu tím rất là đẹp. Con này là bản VN. Em mình nó dùng. Thằng em mình, tức là không phải là em thì kiểu em khách quen ý nhá. Đấy, nâng đời. Thuộc cả mật khẩu luôn. Đấy. RAM 8. À chứ, quen giới thiệu an thật thôi. Con này là 128GB bản VN, pin 100, mới sạc 54 lần. Còn bảo hành đúng 9 tháng 10 ngày luôn các bạn ạ. 24.500.000. Máy đẹp còn lại hết nước chấm luôn nhá. Zin full đẹp hết nước chấm. Tiếp theo một cây 13 Pro Max 128GB bản VN. Pin 90%. Pin 90% 18.700.000. Máy bao zin full. Hình thức đẹp. Zin full hình thức đẹp. Tiếp theo là một cây 13 Pro Max nữa. Con này là 128GB mã Mỹ, pin 98%. Pin 98% nhé. Con này thì rất là rẻ, 17.500.000. Và vì sao nó rẻ vậy? Bởi vì cái người dùng con máy này, người ta không giữ, người ta không dán cường lực mà cũng chẳng mà dùng ốp luôn. Thế cho nên là nó xuất hiện một ít chày nhé. Ít chày, một số vết chày trên vỏ và một số vết xước ở trên màn hình. Đấy, nhưng mình bao zin. Và giá nó thì cực kỳ là rẻ. Đắt hơn 12 Pro Max một tí thôi. Con này là 17.500.000, pin 98% nhá. Ma Mỹ, máy bao zin full. Tiếp theo là về được một con 11 Pro Max 64GB Ma Mỹ, pin 84%. Máy bao zin full thì thức đẹp 10 triệu, zin full thì thức đẹp 10 triệu. 11 Pro Max. Tiếp theo một con 8 Plus 64GB, pin 100, hình thức đẹp, 3.8 triệu. 3.8 triệu. Tiếp theo một con 8 Plus 64GB màu gold, máy zin hình thức 98, 3.8 triệu. Zin trừ pin nhé, các con này các bạn đừng vặn mình pin thế nọ pin thế kia nhé. Tiếp theo một con 8 Plus 3.7 triệu, 64GB, con này hình thức 98 nhá. Hình thức 98. Tiếp theo là một con 11 64GB pin 100. Pin 100 là pin thay rồi. Máy đẹp 99. Bao zin trừ pin 7 triệu. Tiếp theo mình về được hai con Ethernet Max 64GB. Đều là ma Mỹ nhá. Pin thì đều là pin thay rồi. Hình thức thì đẹp 99, 7.2 triệu. Hình thức đẹp 99, 7.2 triệu. Tiếp theo hôm nay mình mua lại được một con Note 10, khách mua bên mình bán lại nhá. Quên không hỏi mật khẩu này. Đấy, 4 triệu rưỡi nhá. 4 triệu rưỡi Samsung Note 10. Đấy. Hai con này bên mình thanh lý. Hai con Oppo A55 ra 464, 2 triệu, rất là rẻ. Máy zin thì thức phải. 2 triệu nhá. Zin full thì thức phải. Ai không quan trọng hình thức lấy con này rất là tuyệt vời.
Redmi Note 8 RAM 464 triệu 9. Máy zin thì rất đẹp, 1 triệu 9. S21 5G RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin hình thức 98. Còn này 99 luôn các bạn ạ, 6 triệu 2. Oppo A53 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 2 triệu 2. Zin full đẹp 2 triệu 2. Samsung Note 9 bản Hàn RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin hình thức 98, 3 triệu 9. Samsung S20 FE bản Hàn 5G, máy zin hình thức đẹp, con này đẹp 99 luôn, 4 triệu 4. Samsung Note 20 5G, tổng thể Samsung Note 20 5G mình sẽ giảm giá toàn bộ xuống 5 triệu 2 nhé. Đấy, bản Hàn 5G, RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin full hình thức 97-98%, 5 triệu 2. Ok, thì đấy là số máy mới về. Còn bây giờ mình sẽ lên giới thiệu những cái máy bên mình đang còn. Đầu tiên là một con 13 Pro Max mình đang dùng, 256GB, 20 triệu 500. 20 triệu 500, 256GB, máy zin full hình thức đẹp, bản VN nhá, bản VN. Mà các bạn xem video thì các bạn cho mình xin cái like đi các bạn ơi, ủng hộ mình một cái like đi. Đây, các bạn xem thì có cái nút like bên. Xin chào tất cả mọi người. Có nút like bên tay trái màn hình, các bạn ủng hộ mình cái like nhá. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Đấy. Tiếp theo là một con 13 Pro Max 206GB, pin 86%, 19 triệu 800, máy bao zin full hình thức đẹp, màu gold nhá. 19 triệu 800. Tiếp theo một con 12 Pro 206GB, pin 86%, bản VN, máy zin đẹp, 14 triệu. 13 Pro 128GB, bản VN, pin 89%, máy zin đẹp, 17 triệu. 13 Pro 206GB mã Mỹ, pin 87%, máy bao zin full đẹp, 18 triệu. 13 Pro 206GB, pin 88%, bản VN, máy bao zin full đẹp, 18 triệu 300. 12 Pro 128GB, pin 81%, máy zin đẹp, pin 81, 12 triệu. 12 Pro 206GB, pin 82%, máy zin hình thức 98, 13 triệu. 256GB, 13 triệu. 14, con này 14, 128GB, pin 100, còn bảo hành mênh mang, đẹp thì hết nước chấm, 16 triệu 700, pin 100%, 128GB. Tiếp một con 14 nữa, con này sạc một lần thôi, máy đẹp hết nước chấm, 17 triệu. 17 triệu. Một cây 13 128GB, bản VN, pin 100, con này còn bảo hành đến tháng 8, 15 triệu. Một cây 13 bản VN, xin các bạn, bản Mỹ, 128GB, pin 100, máy zin đẹp, 14 triệu 500. Một cây 13 206GB, pin 88%, bản VN, 14 triệu 500, máy zin đẹp, 98. Tiếp theo một cây 12 thường 64GB mã Mỹ, pin 91, máy zin hình thức đẹp 98, 8 triệu 3. Một cây 12 thường máy lốc, 6 triệu rưỡi. 11 Pro 64GB mã Mỹ, pin 89, máy zin đẹp, 8 triệu 8. 11 Pro 64GB, 7 triệu 8, con này cam trước hơi bạc nhá, 7 triệu 8, pin 100, pin thay nhá. Con này của mình 256GB, pin 80%, tình trạng đã thay màn, nhưng mà thay màn zin, và con này bị xước hai vết phim ở dưới này,
thanh lý giá 6,5 triệu. 11 Pro 256GB hình thức 98 9 triệu. Còn hình thức con này là đã thay pin này là 8,7 triệu 256GB này. Còn hình thức 99 thì là 9,5 triệu nhá. Hình thức 99 9,5 triệu. 11 Pro 9,5 triệu. Con này 64GB 7,8 triệu này. Ơ con này mình là cam bạc mà. Mình nhầm à? Xin lỗi các bạn, con này nhầm nhá. Con này nhầm. Con này mới là cam bạc. Tiếp theo mình giới thiệu 11 đi. 11 thì đầu tiên thanh lý một con 3,6 triệu. Con này tình trạng nhá, mất phây này. Kính đằng trước vỡ và lại bị phản quang. Đây. Đấy. Đây. Màn hình thay này. Pin cũng thay rồi này, hỏng phây này, vỡ kính này, vỏ thì cũng thay lốt này. Vỏ thay lốt, con này vỏ độ kiểu gì. Rất là buồn cười luôn. Chung con này thanh lý là 3,6 triệu bảo hành 1 tháng nhá. Đấy. Còn lại 11 thì mình sẽ báo giá chung chung như thế này. 64GB. Máy zin thì thức đẹp. 7 triệu. Hình thức 98% ấy thì là 6,8 triệu. 64GB còn 128GB. Hình thức đẹp là 7,5 triệu. Còn hình thức mà 98 thì là 7,3 triệu. Đấy là 11. Bao zin trừ pin nhá, pin kém sẽ được thay pin miễn phí. Thế còn những con bản VN thì cộng thêm 200.000 nhá. Những con bản VN thì cộng thêm 200.000. Và một số con ví dụ khác biệt đi thì mình bán giá khác. Ví dụ như con này hôm nay à. Con này bản VN 64GB này. Pin 94% này, mình bóc ra xem nào. Ừ đúng. Con này đây mình hôm nay, thực ra con máy này mình mua đẹp quá các bạn ạ. Này. Con này mình mua đẹp quá thì mình cũng chủ quan, mình không bóc cái kính ra. Thì nó bóc kính ra nó chảy sức thật các bạn ạ. Đây. Con này là chứng minh cho cái việc là mình ship hàng cho khách. Khách bảo xước kính màn mình hoàn toàn chịu trách nhiệm cả tiền ship luôn này này. Đấy. Con này là mình chủ quan quá đây này. Cho nên là thôi, con này mình sẽ bán bằng một con giá bình thường. Con là 7,2 triệu nhá. 64GB pin bạn đợi mình xíu. Pin 94% bản VN. Nói chung mọi thứ đẹp, có mỗi mặt kính là chảy xước. Đấy, và cái này mình chủ quan nên làm sao nào. Vừa mang tiếng. Vừa mang tiếng và vừa nó mất tiền đi tiền về. Nhiều khi đây mình cũng chủ quan thôi. Máy nó rất là đẹp như này, pin cao lại bản VN này. Chân sạc bóng loáng này. Đúng là nhiều khi là 7,2 triệu nhá. 64 pin 94 bản VN. Tiếp theo là XR. XR 64GB mình có rất là nhiều. Đấy. Hình thức 98 5,2 triệu. Máy zin thức 98 5,2 triệu. Thôi mình sẽ bán 5 triệu đi. Xô là 5 triệu nhá. 5 triệu. Máy zin thức 5 triệu hết. Con thì đẹp, con thì 5 triệu. Còn các con ép kính thì mình bán 4,8 triệu nhá. Ép kính rồi mình bán 4,8 triệu. XR 64GB nhá. Có hai con ép kính thì mình báo luôn là ép kính nhá. Đấy. Tiếp theo là 11 Pro Max. 11 Pro Max thì mình cũng bán giá xuống rồi. Bây giờ như thế này. Mình sẽ báo những con chung chung trước nhá. Còn những con thôi, mình sẽ báo từng cây một đi. Đỡ mất thời gian. Con này là 9 triệu, 64GB pin 90%. Đã đánh kính mặt trước rồi nhá, 9 triệu. Con này 206GB pin 89%, màn hình lưu ảnh thanh lý 8 triệu. 206GB 11 Pro Max 8 triệu, màn hình lưu nhá, 8 triệu. Con này 206GB viền móp 10,5 triệu, máy zin 64GB pin 86%, máy zin thức đẹp 10,5 triệu. 64GB pin 83%, 9,7 triệu. Máy zin thức 98.
256GB pin 84%, 10.500.000. Con này ép lại kính rồi nhá. 10.064GB pin 85%, mã Mỹ, máy zin hình thức 98. 10.564GB mã Mỹ, máy zin hình thức đẹp 99. Con này vỡ lưng, pin 81%, 64GB, 8.3 triệu. Vỡ lưng nhá. Vỡ lưng rồi. Đấy. Máy mình bao zin tuyệt đối luôn, mình tháo hẳn ra rồi mà. Chỉ vỡ lưng thôi. 8.3 triệu quá rẻ. 9.2 triệu, 64GB, pin 81%. Máy zin thì tức 98. Chín triệu 64GB, pin 80%, máy zin full. 10.064GB, pin 87%, máy zin thì tức 98. Con này cũng thế. 10 triệu. Tiếp theo là XS Max 64GB, pin 88%, 7 triệu. Máy zin thì tức 98. Con này hết pin. 7.2 triệu, 64GB, pin 100%, máy zin hình thức 98, bản ZA 2 sim vật lý. 7.8 triệu, 206GB mã Mỹ, pin 100, máy zin hình thức đẹp. 6.8 triệu, 64GB, pin 81%, máy zin hình thức 98. 5.7 triệu, 64GB hỏng phây. Hỏng phây rẻ luôn 1 triệu. 6.9 triệu, 64GB, pin 82%, hình thức 98. 5 đợi mình xíu nhá. Mình điền lại không có lên lại. Bây giờ XS Max là mình bán 72 thôi. 72/64. Pin 100 là pin thay rồi nhá. Con này 64GB, mã Mỹ, màu đen thì sẽ có giá là 7 triệu, pin 83%, máy zin đẹp 7 triệu. X64GB, hình thức 98, 4.2 triệu. XS64GB, pin 100, con này ép lại kính rồi, thanh lý 5 triệu. SE2020, toàn 128GB nhá, toàn 128GB, có màu trắng, màu đen và màu đỏ. Con nào mà vỏ đẹp ý, thì là vỏ thay rồi. Còn vỏ xấu thì lại là vỏ zin, 3.7 triệu nhá. Vỏ xấu thì nó không xấu lắm đâu. Hình thức nó tầm 96-97% nhá. Đấy. Vỏ đẹp thì là vỏ thay, tùy các bạn chọn nhá. Thanh lý một con 8 Plus, vỡ lưng 3.2 triệu, coi như chỉ tiền vỏ nhá. Đấy. 6S Plus 32GB, 1.8 triệu. 8 nhỏ còn 2 con. 206GB 3.2 triệu, còn 64GB thì là 2.9 triệu. 7 nhỏ, hình thức 98, 1.9 triệu, 32GB. Các bạn thông cảm, mình chỉ giới thiệu qua thôi. Ai muốn xem chi tiết thì nhắn tin trực tiếp cho bên mình qua Zalo nhé. Số Zalo là 0566884Q9. Oppo Reno 8 5G. Oppo Reno 8 5G 6 triệu. Máy zin thì thức đẹp. Con này mới đắt lắm rồi. Oppo Reno 7Z 5G. Giá gọi là tụt quần. Lỗ tụt quần luôn. Thợ lỗ. Có một ông em khách quen đấy, nhà mình em gọi mình là thợ lỗ. 5 triệu. 5 triệu các bạn nhé. Máy zin đẹp 5 triệu. Thế còn Oppo Reno 7. $4.3 triệu. Oppo Reno 7 máy zin đẹp $4.3 triệu. À mình vẫn còn đây 12 mini nữa. Không còn ít lỗi chưa?
chưa thay màn đâu nhỉ. Đây. X260GB này, sọc màn mình sẽ thay màn cho mình bán cho mọi người nhá. Thanh lý này. 3 triệu rưỡi nhá. Thay màn sẽ là 3 triệu rưỡi. Con 64GB thay màn tàu ấy, màn tàu đấy các bạn nhá. 3 triệu rưỡi mình không bỏ hành màn đâu nhá. Con này thì thay màn vào mình sẽ bán với giá là xem nào. 3 triệu 2 nhá, 3 triệu 2. Đấy, thay màn tàu. Còn 12mm này. Đấy, máy zin thì thức phẩy nhá, máy zin thức phẩy 128GB, loanh quanh 6 triệu rưỡi, 6 triệu 7 một cây. Đấy. 12mm. Tiếp theo là S21 Ultra 5G bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256 có giá là 9 triệu. Còn RAM 16 bộ nhớ 512 thì là 10 triệu 500. Và mình có một số cây, một số cây là mình thay lưng của cái dòng RAM 6 bộ nhớ 512 ý, thì mình thanh lý giá chỉ 9 triệu thôi nhá. Thay lưng, thay cái kính lưng này, quá rẻ. Kính lưng này mình quên mất không để nguyên một con, bóc ra dán lại là xong nhá. Đấy, thanh lý S21 5G, S21 Plus 5G 7.9 triệu, hai sim nhá, máy zin thì rất đẹp. Thế còn S21 5G bản Hàn là 7.2 triệu nhá, 7.2 triệu. Nhân viên báo giá cũ thì bảo anh Tú giảm giá còn 7.2 triệu nhá. Và thanh lý con này, con này thật sự con này mình lỗ tầm khoảng gần 2 triệu. Con này lỗ gần 2 triệu. S21 5G, S21 Plus 5G tình trạng thay lưng và mặt trước xuất một tí kính này, xuất một tí kính ở trên này bằng cái móng tay không đáng gì cả, để cho bạn đúng 6 triệu, rẻ hơn cả đây, rẻ hơn cả S21 5G thường này, 6 triệu 2 nhá. Bản Hàn 6 triệu 2. Đấy, có hai màu trắng và màu tím. Note 10 Plus 5 triệu 8 mã Mỹ. Con này thì cái mắt cam nó hơi bạc phấn nhưng mà không ảnh hưởng đến chụp ảnh đâu các bạn nhá. Đấy, 5 triệu 8. Note 10 Plus 5 triệu 8 bản Mỹ nhá. Còn nốt mới thường bản Hàn 4 triệu rưỡi, 4 triệu 7 một cây, tùy hình thức nhá. Tùy hình thức mình giới thiệu qua thôi. Samsung A12 RAM 4 bộ nhớ 128 2 triệu 3, máy zin đẹp. Samsung M32 RAM 8 bộ nhớ 128 3 triệu, máy zin thì thức phẩy. Samsung Note 10 Lite 3 triệu 8 RAM 8 bộ nhớ 128 cam sau hơi bạc nhá. A31 RAM 6 bộ nhớ 128 2 triệu 8, máy zin thì thức 98. A51 2 triệu 8 một cây, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin thì thức 98. Thanh lý một con A51 hỏng cam sau 1 triệu 6, coi như tính tiền màn thôi. S20 FE 5G 4 triệu 4 bản Hàn. Samsung Quantum 3 bản Hàn, RAM 8 bộ nhớ 128 4 triệu 7, zin đẹp nguyên hộp. S20 nhỏ 4 triệu rưỡi. S20 nhỏ 4 triệu rưỡi. S20 Plus bản Hàn, con nào mà hình thức là hơi phải tí thì 5 triệu 2 đây. Con này 5 triệu 2 này. Còn hai con này 5 triệu rưỡi này. RAM 12 bộ nhớ 128 nhá. Màn đẹp không ám ố, chỉ gọi là sức viền thôi. A02S RAM 332, zin đẹp 1 triệu rưỡi. A03S RAM 464, zin phẩy 1 triệu 8. A03 1 triệu 7, zin đẹp 332.
Samsung A11 1,6 triệu, RAM 3 bộ 32, máy zin thì tức vậy. Samsung A750 dạng 464 1,5 triệu, con này thì xấu, xấu vỏ nhá. Samsung A12 2,2 triệu dạng 4 bộ 128. A21s máy zin thì tức phẩy 1,9 triệu, RAM 664. A31 bản Hàn, RAM 464, 2 triệu, vỡ cái kính cam này nhá. À, thay cái kính cam này rồi, bản Hàn. A10s, Samsung A10s 1 triệu, 1. M20, 1,5 triệu, RAM 332. Samsung A03 Core, chỉ dùng được SIM Viettel thôi, 1 triệu, máy đẹp. A10 700.000. Mi 6 Pro 1 triệu, RAM 332, vỏ xấu. Mi 5A 500.000. Bằng máy nghe gọi. Các bạn thông cảm quay qua thôi nhá. Oppo A73 bản Hàn, RAM 464, 2 triệu. Oppo A55 RAM 464, máy zin đẹp, 2,6 triệu. Xiaomi 11T Pro 5G bản RAM 12 bộ nhớ 256, 7,2 triệu, máy zin đẹp keng luôn. Oppo Reno 4 Pro RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thì tức 98, 3,8 triệu. Redmi Note 9S 2,7 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin. Chỗ này hơi sứt cái kính sau này, còn lại là zin đẹp nhá. Oppo A74 RAM 8 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 3,2 triệu. Redmi Note 10S con này đã thay màn, RAM 8 bộ nhớ 128, 2,3 triệu. Oppo F19 Pro cộng 5G 4,5 triệu, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thì rất đẹp. Oppo Reno 6Z 5G 3,7 triệu, máy zin thì rất đẹp. Oppo Reno 4 3,5 triệu, máy đẹp. Oppo Reno 6Z 5G 3,5 triệu, máy phẩy. Oppo A54 RAM 4 bộ nhớ 128, 2,5 triệu, mặt trước đẹp, mặt sau phẩy. Vivo RAM 2 bộ nhớ 32, một con 1 triệu, một con 900, cái này chênh nhau hình thức nhá. Redmi Note 7 RAM 464, 1,7 triệu. Oppo Reno 4 máy zin hình thức phải, 3,5 triệu. Oppo F11 RAM 664, 1,9 triệu, máy zin thức 98. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 2,5 triệu. Redmi 9C RAM 4 bộ nhớ 128, 1,8 triệu, máy zin thức 98. Con này bán rồi này. Oppo Reno 3 bán lỗ chổng vó này. Còn thêm một cái Samsung A31 2,8 triệu, máy zin thì 98. Oppo A5s RAM 3 và nhớ 32, 1,2 triệu, máy zin đẹp. Redmi bán ơi rẻ con này, 2,7 triệu. Redmi Note 11 2,7 triệu. Con này bán hòa vốn rồi nè, 2,7 triệu bạn nhá. VinSmart Active 3 RAM 464, 1,8 triệu, máy zin đẹp. Nokia 5.4 RAM 4 bộ nhớ 128, 1,7 triệu, máy đẹp. Oppo Reno 4 Pro mặt sau rất xấu nhưng có ốp, mặt trước thì rịa kính, thanh lý con này
Lỗ tiếp 2,7 triệu. Thợ lỗ mà. Đây nhá, hơi dịa thì kính mặt trước này. Vivo Y20 RAM 464 2 triệu. Hình thức 98. Xiaomi 5S RAM 464 máy zin đẹp 1,8 triệu. Con này nữa này, cũng gọi là lỗ, chẳng phô công đâu, chờ đi. Redmi Note 10 RAM 464 hình thức phẩy 2 triệu. Ok chưa? Hình thức phẩy 2 triệu Redmi Note 10. Thu hồi vốn. HTC 1,3 triệu RAM 464 máy zin đẹp. Nó chụp ảnh nét không nhỉ? Ừ, nét gớm nhỉ. 1,3 triệu bà các bạn ạ. Đem trước này. Ui trời, nó là uy tín luôn mọi người. 1,3 triệu. Oppo A95 3,6 triệu RAM 8 bộ nhớ 128 máy zin đẹp. Oppo A73 xin lỗi A72 5G RAM 8 bộ nhớ 128 3,2 triệu. Redmi Note 8 1,9 triệu. VinSmart Star 4 1,1 triệu máy zin đẹp. Oppo A55 RAM 464 máy zin đẹp 2,6 triệu. Con này bán hòa vốn. Nokia X7 1,5 triệu RAM 464. Holo gì nhỉ? X30 Max RAM 8 bộ nhớ 128 3 triệu máy zin đẹp. Mi 8 1,7 triệu RAM 464 máy zin hình thức 98. Vivo 1916 RAM 464 1,8 triệu máy zin hình thức 98. Oppo A3s RAM 232 1 triệu. Mi 5i RAM 464 1,8 triệu. Toàn thì bán lỗ mình còn hòa này. Nhiều máy quá gì đâu. Các bạn nhìn máy bên mình à, mấy trăm cây. Đợt Tết thì mới bắt đầu quanh ít, bây giờ lại mấy trăm cây luôn, sợ thật. Ok này nhá, mọi người xem ưng con nào thì chủ động liên hệ bên mình qua Zalo 0566884499, hoặc các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho bên mình qua 3 số hotline 0565884499, 0912555912, hoặc là 0962615618 các bạn nhé. Và một lần nữa thì các bạn ủng hộ mình cho mình xin một cái like nhé. Thank you, chào và hẹn gặp lại.